Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Lại là mình Trung T-shirt ở đây, thì ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với con game Super Mario Adventure nha. Hôm nay thì mình đang dựng chân. Chúng ta là tới map đại dương rồi, map sa map cứ biển. Không, vãi lồn, không có miệng hay sao mà. Nếu bạn là người yêu thích âm nhạc, đừng mà lại cầm cả cái biển. Mở Starmaker, nhập bài hát yêu thích để hát hoặc thu âm và xuất bản cover của bạn trực tuyến. Sử dụng chức năng điều chỉnh âm thanh và autotune sẽ làm cho giọng của bạn có thể so sánh với The Superstar. Có rất nhiều trò chơi tương tác vui, không cần phải tải về riêng rẽ. Nhấn vào ứng dụng trực tuyến để trải nghiệm ngay bây giờ. Starmaker cho các bạn xem trực tiếp, gặp gỡ, trò chuyện trực tuyến với mọi người để chia sẻ sở thích của bạn. Còn chần chờ gì nữa? Ok, các phần thưởng xong rồi. Tiếng âm thanh gì này? Map, ôi ôi, map này còn khó hơn này quý vị ơi. Map cướp biển khó lắm đây. Khó nha. Thôi khó rồi căng đi. Chết mày chưa con. Ok. Thế ở bên này nó kiểu gì ấy? Có bao hồn dưỡng không ạ? Oh, gì đây? Ngôi sao cuối cùng phải ở đâu? Đến tao hả? Bạc 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 bạc. Chết mẹ rồi, sắp hết giờ rồi. Ồ, ngôi sao cuối cùng kia rồi.
người nhanh chân nhanh lên. Tự nhiên lại có cái map. Để chơi cái game này tự nhiên có cái map khó nhất. Màn chơi số 22 nào. Ồ, chắc có ninja này. Đứng lại. Chết cụ mày chưa con? Mày nghĩ đây. Yeah.
Này thì Shopee này. Má này ba nào. Ui lại thuyền cướp biển này. Lại cướp biển này. Ôi nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Chìa khóa, chìa khóa, chìa khóa, chìa khóa. Xuống ống đó. Đấy, chắc an toàn đây. Một, từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Vai cứ đúng một đồng xu. Ok. Ai cả cút. Lêu lêu. Lêu lêu. Bất khả chiến bài nha. Ôi ôi, chạy nhanh. Ôi. Rồi, tới rồi. Rút con rồi, rồi bọn chúng rút con rồi. Đúng cơ bể cũng rút. Bọn chúng sẽ ra thường là rút cơ bể sẽ rút chân, rút con khi mà màn chơi kết thúc. Cái gì anh? Cái đoạn đầu là ở cái video của từ kênh của Level Up thì phải. Super cái gì? Super Musk. Super Musk à? Ok, xong xong hàng. Sáng luôn mà 24 nào. Ồ. Lại nhân vật mới ấy. Bạn không cảm thấy an toàn khi dùng điện thoại thì sợ các hacker. Đừng lo. Tôi là Mã
Max, người bảo vệ điện thoại của bạn. Tôi sẽ luôn hỗ trợ bạn khi đang lướt web. Lướt web an toàn 24/7, ngay cả khi dùng Wi-Fi công cộng. Miễn phí 100% mà không có quảng cáo. Bạn có thể cảm thấy an toàn khi thấy dấu hiệu này vì nó nghĩa là tôi đang tuần tra. Ngoài ra, nếu chán, bạn có thể chơi với tôi. Coi chúng ta có thể coi con chó này, cho coi Max như là cái thú cưng. Ôi ảo thật đấy, tự nhiên kịch một gặp được ngay một chiếc dơm nguyên rùa. Bác rồi. Tinh cưng 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 cưng. Ok. Thế là không hẳn được con gà. Đoạn này nguy hiểm hơn. Oh, nhận trang phục ninja. You can play games even if your phone doesn't have enough memory. Because one tap. One tap, a popular mobile gaming platform. Oh, one tap, có game chỉ ba luôn. You have a super fast internet connection, no matter what your phone is, and big games load easily.
No downloads, no storage needed. Play massive game. Để ông đi sửa ngoài trước. Không có thuốc biến hình là toàn tiền xu rồi, thế là toàn tiền xu thế là phải đặt. Này có nguy hiểm nữa này. Ô ai ơi. Ok kìa. Đùa. Nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân, dụng cụ làm đẹp cũng giảm sâu giảm đáy, chỉ từ 29k đến 99k thôi. Mấy bạn nhớ đặt lịch chuẩn bị xong rồi hàng giá rẻ cùng với Mimon nào. Go Mimon.
Nhân vật ninja, chọn nhân vật ninja. Ôi ôi, có gì đó không? Ai ơi, lêu lêu. Bye bye. Bye bye lũ hải tặc. Màn 27. Thank you.
bé đang gì đây này? Ôi chào, kiểu gì? Lên ngay Shopee là Shopee Food, mọi thứ có. Từ miền Bắc, đến miền Trung, ở miền Nam, tất cả đều có trên ứng dụng Shopee. Chúng ta làm, không phải lăn tăn. Shopee Food món gì cũng có, đặt Shopee Food trên Shopee ngay. Có lại nhân vật mới. What the fuck? Ờ hết Giáng sinh rồi mà vãi. Vãi thật. Điều. Lại McDonald's. Miễn phí một ngày. Một gà rán khoai tây. Microsoft OneDrive. Wow, dưới này có này. Mày cái gì vậy trời? Mày lại là mày à?
Ồ, bộ trang phục người tiền sử này, nhận ngay. Nhận ngay bây giờ. Ồ, lại cái gì đây? Trò chơi xếp hình à? Cái cuối cùng và yeah. Chọn luôn trang phục nhân vật người tiền sử luôn. Có cái Toki này quý vị ơi. Cái gì đây, đây chọn xây xếp hình nha, xếp đó cái này ở đây. Ở trên này phải không nhỉ? Đúng rồi, cái đây đúng rồi. Xếp đâu ơi, xếp đâu ơi. Cái cuối cùng quá. Hôm nay không cướp biển đi. Khoan, mình nhìn cái dương kho báu này có gì đó không ạ? Đang lắc đi nhá là chiếc dương kho báu đó bị nguyên rủa không ạ? Ui dồi ôi, nguy hiểm, đoạn này nguy hiểm quá quý vị. Ba chiếc dương kho báu đi, tí đi rồi mở dương. Ái ôi, ok tám nghìn điểm. Sang ngay màn chùm mà. À đồ lại cướp biển này. Ok, lại chơi xếp hình à. Ok. Dễ quá. Ok. Này, này.
miếng ghép cuối cùng và yes. Nhìn dương không ạ? Ok, dương bó lại thật này. Ô này. Boss rồi. Con này là con thủy quái rồi. Này, đứng lại đây. Đéo lấy được, thôi bỏ tay. Tóc đỏ giống hệt công chúa Ariel luôn. Ô lại trang phục mới. Ok, hiện nay đang ba công chúa lớn đang đợi mình để được giải cứu. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã xong một tập nữa của Super Mario Adventure và trước khi kết thúc tập
Kết thúc cửa thì chúng ta sẽ mở dương kho báu che. Phần thưởng của chúng ta trong chiếc dương thứ hai là gì đây? 150 xu. Ok. Quà tặng hàng ngày chắc mình cũng đã nhận hết rồi. Và nếu như bạn nào thích, bây giờ đến lúc kết thúc video rồi. Nếu như bạn nào thích cái video của mình ngày hôm nay thì hãy cho một like, chia sẻ video và đừng quên nhấn nút subscribe của mình nha. Đây chính là động lực rất lớn giúp cho mình những cái video tiếp theo. Cảm ơn quý vị. Và bây giờ đã đến lúc kết thúc video rồi. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những video sau. Thân ái chào tạm biệt. Thank you.